Nhà thơ Huy Cận sinh năm 1919, mất năm 2005. Ông sinh ra trong một gia đình nhà nho nghèo ở xã Ân Phú, huyện Vũ Quang. Trước năm 1941, ông vừa học vừa sáng tác thơ và tích cực tham gia các phong trào đấu tranh của học sinh sinh viên. Từ năm 1942, ông tham gia phong trào Mặt trận Việt Minh. Ông là nhà thơ nổi tiếng, nhất là trong phong trào thơ mới. Các tác phẩm của ông đã quen thuộc với nhiều thế hệ độc giả Việt Nam nhà thơ huy cận từng đảm nhận các vị trí quan trọng như bộ trưởng bộ canh nông ủy viên ban thanh tra đặc biệt của chính phủ thứ trưởng bộ văn hóa rồi bộ trưởng đặc cách văn hóa thông tin trực thuộc hội đồng bộ trưởng chủ tịch hội nhà văn á phi viện sĩ viện hàn lâm thế giới về thơ ông đã được đảng nhà nước trao tặng huân chương sao vàng huân chương hồ chí minh giải thưởng hồ chí minh về văn học nghệ thuật Kỷ niệm 105 năm ngày sinh nhà thơ Cù Huy Cận là dịp để cán bộ, đảng viên và nhân dân Vũ Quang ôn lại thân thế, cuộc đời và sự nghiệp cách mạng vẻ vang của ông. Từ đó khơi dậy lòng tự hào, tạo động lực để các thế hệ trên quê hương Vũ Quang nói riêng và Hà Tĩnh nói chung, nối tiếp lý tưởng của thi nhân, nỗ lực xây dựng quê hương đất nước ngày càng phát triển.